Bạn muốn tạo một chữ ký mang phong cách riêng của mình? Bạn muốn biết tên mình có cá tính và mạnh mẽ thế nào không? Yeah, có cách nè. Soạn tin KI dấu cách tên bạn gửi 8730. Ví dụ, bạn tên Sơn, soạn KI dấu cách Sơn gửi 8730. Bạn sẽ nhận ngay 6 mẫu chữ ký cực kỳ dễ thương và cá tính nữa nha. Ngoài ra, bạn còn nhận được những bản nhạc chuông hài hước và nhiều game mobile cực đỉnh. Tất cả chỉ có trong một tin nhắn. Wow, còn chần chừ gì nữa? Nhanh tài soạn KI dấu cách tên bạn gửi 8730.